Trời ơi, Vin ơi, Kiệt ơi, A Lộc ơi, trời ơi, cá với cua nó cắn máy bay nè. Cua chạy luôn rồi. Trời ơi, chạy bắt chưa. Rồi lấy cái xô, bắt cá vô. Lấy xô bắt cá vô. Trời ơi, cua nó bò rồi. Rồi lượm máy bay lùa con cua vô. À đây các bạn ơi, có một con cua gì bự dữ hả? Rồi bắt bỏ vô xô nghe. Rồi bắt luôn cua các bạn ơi. Đây một con cua, rồi bỏ vô xô đi. Rồi Văn Minh bắt cá lóc vô Minh ơi. Ơi anh Lộc ơi, cua chạy bên đây nữa nè. Rồi bắt con cua này vô luôn. Rồi đem cái xô quá Kiệt ơi, đem cái xô quá. Rồi rồi bắt bỏ vô xô. Ôi trời ơi, Văn Minh bắt được con cá lóc rồi hả? Quá wow, hay quá. Rồi bỏ vô xô đi bà Văn Minh ơi. Còn cá không Minh? Cá đâu rồi? Đâu? Đội một con cá nó chạy bên đây nè Minh ơi, bắt lẹ lên. Wow, các bạn ơi, bạn Bi bắt được con cá nữa này rồi, bỏ vô xô. Bắt cá, bắt phụ đi bạn A Lộc ơi, bạn Kiệt ơi, bắt phụ bạn Bi đi. Rồi, lượm máy bay lên. Lượm máy bay lên. Các bạn ơi, máy bay rớt xuống trúng nguyên ổ cua với ổ cá luôn nè. Wow, có ốc nữa hả? Máy bay sẽ hạ cánh an toàn. Rồi, lượm máy bay lên bay lợi nha. Ê các bạn ơi, hôm nay bạn Bin, bạn Kiệt với bạn A Lộc nha sẽ chơi trò chơi phi máy bay nè, phi cơ đó. Mình có ba cái nghe, một cái màu cam nè, một cái màu hồng và một cái màu xanh. Rồi bây giờ bắt đầu phi thử nha. Chưa. Rồi phi lên trời, phi thẳng lên trời nghe. Quá trời, máy bay nó bay nhanh quá, quay không có kịp luôn. Rồi con phi máy bay thử nha. Rồi con quăng mạnh lên. Quăng mạnh lên. Trời con Bin quăng rớt dưới nước luôn rồi. Rồi rồi bạn Kiệt với bạn A Lộc phi lên đây nha. Phi thẳng vào đây nha. Rồi được rồi. Sao quá. Rồi phi đi. Wow. Trời ơi, của bạn Kiệt đâu? Wow, ui máy bay của bạn Kiệt. Rồi bay dính nạ tay rồi. Trời. Ở máy bay của bạn Kiệt rớt xuống ruộng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ bắt đầu quăng lợn nha. 1, 2, 3. Rồi bắt đầu quăng nha. Trời các bạn ơi, máy bay nó rớt xuống. Quá trời, có hai con cá nè Bin ơi. Trời, hai con cá lóc ở đây nè, chạy qua. Quá, trời, bay rớt xuống nước luôn rồi. Trời ơi, Bin ơi, Kiệt ơi, A Lộc ơi, trời ơi, cá với cua nó cắn máy bay nè. Cua chạy luôn rồi. Trời ơi, chạy bắt chưa. Rồi, lấy xô bắt cá vô. Trời ơi, cua nó bò rồi. Rồi lượm máy bay lùa con cua vô. À đây các bạn ơi, có một con cua gì bự dữ hả? Rồi bắt bỏ vô xô nghe. Rồi bắt luôn cua các bạn ơi. Đây một con cua, rồi bỏ vô xô đi. Rồi Văn Minh bắt cá lóc vô Bin ơi. Ơi anh Lộc ơi, cua chạy bên đây nữa nè. Rồi bắt con cua này vô luôn. Rồi đem cái xô quá Kiệt ơi, đem cái xô quá. Rồi bắt bỏ vô xô. Ôi trời, Văn Minh bắt được con cá lóc rồi hả? Quá wow, hay quá. Rồi bỏ vô xô đi bà bạn Bin ơi. Còn cá không Bin? Cá đâu rồi? Đâu? Trời, một con cá nó chạy bên đây nè Bin ơi, quá bắt lẹ lên. Quá wow, các bạn ơi, bạn Bin bắt được con cá nữa rồi, bỏ vô xô. Bắt cá. Bắt phụ đi bạn A Lộc ơi, bạn Kiệt ơi, bắt phụ đi. Bắt phụ bạn Bin đi. Rồi lượm máy bay lên. Bin ơi, lượm máy bay lên vô lên Bin ơi. Rồi anh Lộc ơi, xuống lượm máy bay phụ bạn Bin đi. Rồi các bạn ơi. Ủa, ếch đâu nhảy dữ hả? Trời. Bắt ếch vô Bin ơi. Trời ơi, đâu đây có con ếch nữa hả? Rồi bắt vô. Bin bắt được chưa?
Rồi các bạn ơi, Bin bắt được con ếch rồi nè. Còn con bên kia nữa kìa. Bạn Lộc ơi. Ồ, con bên đây nè Bin. Rồi rồi, bỏ vô thùng, bắt bỏ vô thùng. Bỏ một con nữa, chụp. Được chưa, được chưa, được chưa. Ủa, ai dữ hả? Đâu đâu cho các bạn xem chứ. Đây các bạn ơi, bạn Bin bắt được con ếch nữa nè. Rồi bỏ vô thùng nha. Rồi đâu đâu cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, bắt được. Bắt quá trời các bạn ơi. Hai con cua, ba con ếch với con cá lóc nè. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Lập với bạn Bin đi chơi máy bay bắt được qua wow, ba con ếch, ốc rồi cua, hai con cá nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình đi luộc con cua nghe. Rồi bắt ếch bỏ vô thùng đi bạn Bin ơi. Trời ơi, hai con cua bự quá nè. Hai con cua bự, con cua này lắc ngửa luôn rồi. Rồi, bây giờ đem rửa con cua đi rồi mình luộc cua ăn nghe bạn Bin. Rồi bắt ếch bỏ thùng đi bạn Bin ơi, đem mấy con cá này mình thả xuống mương đi. Rồi đem cá thả xuống mương nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình thả mấy con cá xuống mương mình nuôi mốt cho nó bự lên nha. Đây rồi thả xuống luôn đi bạn Lộc ơi. Rồi thả cá xuống đi bạn Bin ơi. Trời ơi, rồi thả xuống mương đi cho nó bơi đi. Rồi bỏ xuống bạn Lộc ơi, ngay sình nó bơi không được đâu á. Rồi bỏ xuống dưới cho nó bơi luôn đi. Rồi cho hai con cá. Ốc hả? Ốc quá trời luôn hả? Rồi bây giờ vô mình luộc cua ăn nha. Đây đây các bạn ơi, bây giờ mình đem luộc hai cua này nha. Bin ơi, có ăn cua không? Ăn hả? Rồi ngồi canh cua nha. Con cũng ăn cua. Rồi con cua vô ngồi canh đi. Ngồi canh coi chừng nào con cua nó chín. Ba. Cua bự dữ rồi, đè nắp lại chứ để con cua giải ra đó. Xôi rồi các bạn ơi, rồi chín con cua rồi, vớt ra bỏ dĩa nha. Đây các bạn ơi, xôi quá trời luôn. Rồi một cái càng. Ngon quá. Thơm không Bin? Thơm lắm hả? Ui, con cua này cái càng bự nhất nè. Rồi. Wow. Quá quá. Ngon quá trời. Ê con cua này. Con đổ mắt. Chú chả gì kìa. Rồi rớt mấy càng con rồi vớt ra luôn nha. Gấp ra luôn. Rồi còn một cái cuối cùng luôn. Còn nữa hả? Rồi các bạn ơi, cái càng bự quá. Rồi giờ mình đập cái càng ra cho bạn Bin với bạn Châu ăn nha. Đây, cho bạn Bin một cái càng cua, ngon không? Rồi ăn nha. Rồi cho bạn Châu cái một cái càng nè, càng cua này luôn. Rồi ăn thử coi ngon không? Ngon không? Wow, chỗ cái càng này bự quá. Rồi cho bạn Lộc càng bự đi. Rồi ăn thử coi bạn Lộc ăn ngon không? Ngọt không? Ngọt không? Ngọt quá. Ngon bạn Bin, ngon không? Trời thèm quá. Cho cái chân đi. Đây các bạn ơi, ăn cái chân thôi. Quay mừ, ăn ít. Thịt nó ngon quá. Nóng quá hả bạn Bin, nóng quá hả? kêu A Lộc đập giùm đi. Ngon quá hả bạn Bin, ngon quá hả? Trời. Ngon bạn Châu. Ngon quá hả bạn Bin với bạn Châu. À trời ơi, một cái càng bự nữa nè. Trời ơi, siêu bự luôn. Wow. Wow. Rồi cho bạn Châu cái càng bự này nghe. Ngon bạn Châu. Ngon quá hả? Rồi bạn Bin sẽ ăn một cái càng bự này nghe. Wow. Trời, cái càng con cua này nó bự hơn cái con cua hồi nãy luôn á các bạn ơi. Thịt quá trời luôn nè. Ôi. Nè bạn Bin ơi, nè bạn Bin. Rồi vô đi, vô Châu đi, hai người vô đi. Wow, ngon thiệt. Trời ơi, cho miếng đi bạn Bin ơi, thèm quá. Ngon quá các bạn ơi, trời cái càng cua ăn ngon quá. Còn hả? Rồi bây giờ bạn Lộc sẽ ăn cái mình cua nghe. Không có muốn kêu nữa, lấy gì chấm. Rồi.
Bạn Lộc sẽ xé cái mình cua ra. Trời ơi, thịt quá trời luôn. Đây các bạn ơi, cái màu vàng này là gạch cua nha. Đây mình ăn thử cái này phải thịt không ta? Không, không phải, không phải, không được ăn này khai lắm. Khai lắm hả? Cái này không được hả? Rồi bây giờ mình sẽ lột cái đó ra, mình lấy thịt nha. Ăn hết còn nữa. Còn nữa hả? Bin cô Bin có ăn cái mình không? Con ăn mình luôn hả? Ơi gạch ngon á. Đây này các bạn, giờ mình ăn cái mình cua với cái gạch cua nha. Coi thử coi ngon không? Coi có thịt. Rồi bẻ ra nha. Cứng quá hả? Cứng quá bạn ơi. Rồi. Rồi ăn thử đi bạn Lộc ơi, coi ngon không? Ngon bạn ơi. Ngon quá. Trời nha. Wow, bạn Bin bẻ được cái chân cua luôn rồi. Rồi cắn thử coi ngon bạn Bin. Ngon không? Wow, trời ơi, ông Bin cắn giỏi quá. Quá ngon luôn hả? Đem vô đây nhà cho nấy. Đây nè các bạn, bên trong con này nó quá trời thịt luôn nè. Thịt nhiều hết càng luôn á. Ừ, ngon quá. Cắn nữa hả? Ê các bạn, như vậy là video đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha, bye bye.